À, đây một chuyên cơ gọi là Đúng xe châu Hoàng đang đến để vận chuyển tiếp đoạn 2 châu của luôn. của bộ ghế tôi đến gia đình này. Con châu ghê không? Cũng là độc nhất vô nhị đấy. Còn chúng tôi đã bàn giao tận các vùng xa, vùng sâu, vùng xa mà đồ gỗ tung đáng nên đều đặt chân đến hết. À, rất tiếc là đường này nó mưa quá không thể vào được, mà đã phải dùng đến gọi chú châu. Mà châu này châu họa rồi hay chưa anh? Chưa. Châu đực đấy đúng không? À, bạn này mà phối giống này đẹp lắm đấy, châu này cho làm châu chọi được đấy nhỉ. Đang cả châu chọi đấy. Châu chọi là giá trị lắm. Trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám, xin trân trọng giới thiệu quý vị. Còn bây là đúng 6 rưỡi chiều và trời đã tối rồi. Còn thì tôi đang có mặt để bàn giao cho khách hàng ở xã Hương Xạ. Vâng, thì vì trời mưa và đường quá lầy nên là xe tôi không vào được nhà. Còn đã tạm bàn giao cho anh ở tại chỗ đường của liên xã này. Cách nhà anh khoảng 1 km nữa nhưng ô tô không vào được. Đành phải chuyển và bàn giao cho anh tại đây để anh chở bằng xe kéo tay về. Bộ này 20 triệu anh ạ. Thì quý vị là bộ này bằng gỗ xoan ta. Bằng được tôi chuyển tuyển chọn rất là kỹ. Những này là nguyên bằng gốc xoan hết. Này, vân rất đẹp quý vị nhìn. Còn ai có nhu cầu để sử dụng một sản phẩm như này thì xin liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Có số điện thoại là 0987 510806. Cơ sở tôi nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Anh quý vị chiêm ngưỡng những bộ nguyên bằng gốc xoan, cột bằng gốc xoan rất là đẹp. Đấy. Đã bàn giao cho anh tại tại ngoài đường. Đấy. Anh dùng một chuyên cơ bằng xe trâu mới kéo về nhà được. Trời đã hơi tối nhưng là nó không được rõ lắm. Vâng, đây là xã Hương Xạ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vâng, chúng tôi đang làm thủ tục để bàn giao bộ ghế tại cánh đồng. Bởi vì đường trơn ô tô nên không thể vào nhà anh ạ. À. Gốc xoàn rất là đẹp. Bộ xoàn này hơi bị đèo đấy, những cột là toàn gốc. Vân vèo. Không vào được, xe này vào đến chỗ kia là đã không lên được rồi. Vào được rồi, chúng ta không ra nổi luôn.